Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay em Lợi xin giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Chevrolet Colorado sản xuất năm 2017, số sàn một cầu máy dầu. Xe nhập nguyên chiếc và toàn bộ chiếc xe là màu đen, nhập nguyên chiếc Thái Lan. Vâng. Về tình trạng chiếc xe thân vỏ thì bên em khẳng định cam kết với quý anh chị 100% nguyên zin, không đâm va biến dạng ô tô và kính và đèn. Và chassis là nguyên xi không bị cắt nối. Toàn bộ về máy số là cam kết là nguyên, chưa làm lại máy và không bị ngập nước. An ninh pháp lý thì là tên tư nhân. Chiếc xe này thì bên em có hỗ trợ cho bác nào có nhu cầu sang tên về pháp lý và thủ tục. Và anh chị em ở tỉnh thì bên em bao rút hồ sơ cho quý anh chị. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin giới thiệu, em là Lợi chuyên mua bán ô tô tại Hà Đông, Hà Nội. Địa chỉ cửa hàng bên em là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, hoặc là đối diện bến xe Nghĩa Quận, Hà Đông, Hà Nội. Quý anh chị xem video cho em xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ, các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cầm sẵn các dòng xe bên em vừa mới về. Bên em Lợi cũng chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên là các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Về chiếc xe này thì bốn lốp còn khá là dày và mới, toàn bộ lốp của chiếc xe rất xin là mới đây. Gần lốp em quay cho quý anh chị xem này, lốp khá là dày và độ bám đường khá là tốt. Với chiếc xe này thì bác chủ trước độ thêm rè cu lốp này, bậc lên xuống và nắp thùng thấp thì đã được trang bị màn hình DVD và cam lùi đầy đủ hết. Chiếc xe thì bên em đã kiểm tra và khẳng định quý anh chị đây là một chiếc xe đẹp, không đâm xô, tai nạn ngập nước. Nếu mà quý anh chị đến phát hiện ra chiếc xe này mà bị đâm mất chỉ cánh cửa cabo cốp trước cốp sau hoặc là bị tai nạn cong chassis nổ bóng khí, bên em bồi thường cho quý anh chị đi lại 50 triệu tiền mặt. Vâng, em nhắc lại là bồi thường cho quý anh chị 50 triệu tiền mặt nếu như không đúng cam kết. Chất lượng bên em có cam kết bằng văn bản. Toàn bộ đèn hậu, đèn pha của chiếc xe đây. Toàn bộ đèn hậu, đèn pha là khá là đẹp và nguyên bản từ đầu. Mặt ca lăng, cabo sơn zin toàn bộ. Bốn lốp về bác chủ trước đều mới thay và rất chi là đẹp. Lốp cực kỳ dày. Đấy. Toàn bộ chiếc xe đăng ký tên cá nhân. Đăng kiểm còn khá là dài, đến tận tháng 3 năm 2022. Nên là quý anh chị về sẵn đi thôi. Toàn bộ xe thì bên em vừa mới thay dầu bảo dưỡng lại toàn bộ 4 má phanh. Nên là quý anh chị không phải lo về chất lượng. Toàn bộ xe thì khá là nhiều cảm biến, đây là cảm biến phía trước và phía sau của chiếc xe đều hoạt động khá là tốt và đầy đủ. Hai đèn pha rất chi là đều nhau và các khe hở cabo cánh cửa đều nhau, không có dấu hiệu bị móc méo cong vênh. Phần gầm của chiếc xe đây, toàn bộ phần gầm của chiếc xe này khá là đẹp. Phần bướng này không phải là dòng công trường, nếu mà công trường thì các phần bướng này nó sẽ bị móc méo và không còn đẹp như thế này. Với chiếc xe một cầu này cũng rất ít người sử dụng để đi công trường. Toàn bộ các cái phần lốp phía sau và chassis em quay cho quý anh chị xem đây, phần gầm chassis này khá là đẹp, sơn zin toàn bộ. Và cái cổ bô của chiếc xe rất chi là sáng. Đây em quay cho quý anh chị cái xem cái phần cổ bô của chiếc xe này. Nó khá là sáng và đẹp. Nếu mà chiếc xe đi nhiều, cái cổ bô nó sẽ xín đi. Và gầm nó không được đẹp như thế này đâu ạ. Đây là toàn bộ đèn hậu của chiếc xe rất là đẹp. Và camera lùi đầy đủ hết.
Phần gầm phía sau của chiếc xe đây, quý anh chị xem cái phần gầm này, lốp phía sau này, phần gầm này, sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên đây, và sơn zin toàn bộ, không có dấu hiệu bị sơn lại. Một chiếc xe được đánh giá là đẹp, đi khá là giữ gìn. Đây là toàn bộ cái phần lót thùng của chiếc xe, hai bên thành lót thùng này, toàn bộ hai bên thành lót thùng khá là đều và không có dấu hiệu bị móp méo trầy xước nhiều. Và đặc biệt là các cái ốc có tai này, đèn hậu này, chỉ cốp sau đều là nguyên bản. Các cái phần chỉ đây đều là chỉ zin của nhà máy nên là quý anh chị yên tâm, không có đâm sâu từ phía sau, và các cái phần ốc chưa dấu hiệu tháo lắp, nguyên bản từ đầu. Đây là toàn bộ phần nội thất bên trong của chiếc xe. Cái nội thất bên trong của chiếc xe thì được trang bị ghế da hai màu đỏ đen, và toàn bộ bóng khí, hai bóng khí phần táp lô và phần vô lăng đều là nguyên zin, bóng khí nguyên bản. Màn hình DVD và điều hòa âm thanh đều mát, và em đã kiểm tra khẳng định hoạt động khá là tốt. Toàn bộ táp ly bàn thờ của chiếc xe đây rất chi là mới. Số sàn xe máy dầu, số sàn, toàn bộ tì tay, phanh tay và đặc biệt vô lăng này khá là mới, toàn bộ vô lăng zin theo xe. Hàng ghế lái của chiếc xe đây rất chi là căng và không có dấu hiệu bị chảy rách. Xe thì bác chủ trước bọc thêm trần quả chám khá là đẹp, rất chi là sạch sẽ, vệ sinh cực kỳ tiện lợi cho quý anh chị nào mặc về sử dụng. Trần quả chám và sàn 3D, đây là lớp sàn 3D của chiếc xe, toàn bộ sàn 3D và các cái phần bậc lên xuống này không có dấu hiệu bị chảy xước móp méo gì. Các cái phần ốc cột đều là nguyên bản từ đầu và sơn zin hết toàn bộ, xe không bị đâm xô. Tay nắm mở cửa đây, toàn bộ tay nắm mở cửa bên phụ của chiếc xe phía trước đây, táp bi khá là mới. Và đặc biệt thông số kính thì đều của hãng GM hết, kính của hãng GM, kính của Chevrolet xịn từ đầu. Và phía sau, cánh cửa phía sau đây đấy, tay nắm mở cửa bậc lên xuống đều không bị móp méo và sơn zin hết toàn bộ. Hàng ghế phía sau khá là mới. Sàn 3D, trần 3D, toàn bộ tay nắm mở cửa. Chỉ 4 cánh cửa là cam kết với quý anh chị là chỉ zin. Thông số kính thì đều là năm sản xuất của 2017 và toàn bộ của kính GM hết toàn bộ, của hãng GM. Và đây là góc quay từ phía sau lên, quý anh chị nhìn củ số vô lăng nó khá là mới. Rất chưa là đẹp, bàn đạp phanh ga này không có dấu hiệu bị mòn. Đây là hai cánh cửa bên lái của chiếc xe, toàn bộ tay nắm mở cửa, táp bi. Và các cái phần chỉ đây đều là chỉ zin của nhà máy, 4 cánh cửa là cánh cửa zin. Từ các cái bậc lên xuống, đường gân, ốc khóa bản lề đều là nguyên zin, chưa tháo lắp. Sơn zin toàn bộ các cái phần cột. Đây, các phần cột này là sơn zin hết toàn bộ. Tem mác nhà máy còn nguyên nữa. Anh chị em nào lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Bên em Lợi chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên là các dòng xe đẹp. Đây là toàn bộ phần đầu và phần máy của chiếc xe. Phần đầu và phần máy, máy cam kết là nguyên zin, máy khá là đẹp, phần nhựa rất chi là sáng, ốc tai, ốc khóa, ốc cabo đều nguyên bản từ đầu.
phanh ABS sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên đây. Bản thân cái ốc cabo và đinh bấm đinh dập của cabo đều là nguyên bản, chưa tháo lắp. Và các cái phần cổ bô cổ xả của chiếc xe đây rất chỉ là sáng. Gang thép cái phần xả ra cổ xả ra nó nóng mà nó vẫn sáng đẹp như thế này đây. Là một chiếc xe đi khá là ít, xe sử dụng động cơ 2.5. Máy dầu Chevrolet. Vâng, và đây là tiến động cơ đang hoạt động đây. Toàn bộ máy chạy khá là êm. Máy dầu đi khá là tiết kiệm, 6-7 lít/100 cây. Vừa rồi em Lợi vừa quay giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Chevrolet Colorado sản xuất 2017, số sàn một cầu máy dầu. Quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một video gần nhất.